chỉnh cho ngon. À, cô chú chị ơi, áo vàng trúng rồi. Áo đỏ nãy giờ là trúng là ba vòng luôn nha. Rồi nói chuyện với em 11, 20, 36, 59 đủ của anh em hợp lệ và con cô bác mình ơi. Có một lần nữa anh xin nhắc lại cho ai tin trùng con số 36 thì tiến về sân khấu và cờ cho mình. Còn không em trao tặng phẩm cho anh trai là một voucher 300.000 đồng. Thì mọi chuyến này về sau cũng rằng em sẽ không giải quyết cho con cô bác mình luôn nha con bác mình ơi. Và vòng lại vừa rồi cũng không còn giá trị nữa và con cô bác mình ơi. Ông nội ơi, vô lấy voucher ông nội ơi. Đúng luôn ha, nó vàng. Ồ, đúng rồi. Rồi những cái voucher đi rồi đưa đây. Áo vàng ngày nay trúng như là tem áo đỏ của mình là trúng 3 lần luôn quý chú chị ơi. Tiền luôn nha. Chúng kia nha. Chúng kia nha. Chúng kia nha. Chúng kia nha. Chúng kia. Đặc biệt tối đêm nay và con cô bác mình sẽ được lắng nghe tiếng ca và tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long sẽ làm hài lòng quý vị khán giả tối đêm nay. Chia. Một lần nữa thì đúng, ai có lá vé trên tay với phòng loại 422 bắt về sân khấu chuẩn bị dò số. Anh yêu chúc ba lần luôn, quý trời nhảy luôn. Hồi nãy giờ có được thì chúng hai lần quý chú chị, xin hai lần. Thank you.
uống cái gì tới công chuyện rồi. Dạ rồi, khoan anh chị ơi. Dạ, ở bên hai bên quầy nước của chúng em đang có bố trí hai cái nhà bạc cho bà con mình á. Dạ, từ từ mình di chuyển vô trong cũng được cô chú chị mình ơi. Vô đi, vô. Trời mưa chưa có lớn. Tới công chuyện rồi, uống cái gì ơi. Dạ, cứ đi từ từ, đừng chen lấn xô đẩy. Dạ rồi, ông trời ông hắt xì một cái á cho dẹp bên đi mà xuống đây cho đông đông. Úp. Trời ơi, nói gì vậy? Dạ rồi, không sao cô chú chị mà đây từ từ đi đi. Rồi, anh ơi, ông xã em, anh lên đây nè. Anh đừng có đi, anh đi xa quá em có thấy anh đó. Em có thấy anh, em không có nhìn anh, em không có sổ số được. Anh ngồi đâu vậy? Có đâu, sửa gì má, xã anh ta mà bù trong tôi đó nè. Rồi, tới công chuyện nè. Ôi, rồi giờ ông trời mưa 10 phút đi cho bên kia mễ đi qua đây đông đông đi nha bà con. Trời ơi, đó 10 phút đi mễ qua đây là phun rạp luôn là ngồi hai dãy hành lang bên kia kìa đó, bích xuống dưới đâu mày, trà sữa hồng luôn. Rồi tới đi cho con 50 đó. Rồi tới là 50 lần xôi đi mới đền 10.000 kìa má. Mất 10.000 đó bà không lo. Rồi con có bác mình ổn định chỗ ngồi đi. Ổn định chỗ ngồi hết thì em sẽ sổ số tiếp cho con bác mình vòng loại này luôn nha con bác mình ơi. Ủa dạ, ông xã ơi anh ở đâu em không thấy anh vợ. Anh giơ tay cái cho em thấy anh luôn. Bà má. Trời ơi. Trời ơi đâu đi cha. Trời ơi tôi kiếm ông xã tôi chứ bộ. Trời ơi bữa nay. Chà chết trời. Dạ rồi cô chú chị bà đây dành nếu ổn định hết rồi. Sự mất mình sẽ khẩu bắt đầu dọn số. Chúng mày à, có 13, chúng mày gà sức gì đi con sức gì đây, sức gì đi mấy gì đây à. Trước cùng cô, sau cùng cô là 44, 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 chúng lần một ba lần luôn. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. À, quý vị ha. Dạ. Và chúng tôi cũng còn đang tiếp diễn của cuộc thi cái gì. Và quý vị cứ ngồi đến đây chỗ và hiện tại nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng đang gần tới với sân khấu rồi. Cho nên là mặc dù là thời tiết ở ngoài đang mưa nhưng mà chúng em vẫn để cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đến đây và phục vụ cho quý vị mình. Cho nên là quý vị mình cứ ngồi đi tại chỗ quý vị mình ha. Rồi mà em xin phép giờ số cho chị gái vòng loại 422 đúng vòng loại con số vừa đọc giải là 47. Ủa 50. 50 có 1. 47. Có 2. 37. Có 3. Số 6. Hợp lệ. Số 6, 37, 47, 50 đầy đủ 4 con nghe hợp lệ đối chiếu giùm em luôn chị ơi. Rồi mà con có bác mình ơi. Vòng rồi bố bê ơi em cứ đưa luôn một lần 13 vé ở dưới đó. Rồi lát ảnh sẽ xuống anh đội voucher lại cho em nha.
Rồi vòng lại vừa rồi cũng không còn giá trị nữa. Và con có bác mình ơi, bên trên các người đẹp đang rảo mời cho con có bác mình. Vòng lại tiếp theo vẫn như cũ, một tờ lá vé là 10.000 đồng. 10.000 đồng mà con cô bác mình sẽ nhận qua một voucher mua hàng tại chợ đêm khu công nghiệp Trân Thành 1 là 300.000 đồng cho cô bác mình luôn. Rồi bà con cô bác mình lưu ý, khi bà con cô bác mình mua một tờ lá vé, bà con cô bác sẽ được một nhận một cái tờ lá vé bốc thăm trúng thưởng hoàn toàn miễn phí. Bà con cô bác mình hãy giữ lại đó đến cuối chương trình. Chúng em sẽ tổ chức ra bốc thăm trúng thưởng ngẫu nhiên một vị khách để nhận qua một voucher mua hàng từ rất là giá trị, từ hàng trăm, hàng triệu đồng cho cô bác mình tối đêm nay luôn nha cô bác mình ơi. Và vòng loại này với vòng loại là 379, đúng má vòng loại thì bà con cô bác mình mua vé trả tiền cho các người đẹp bên dưới. Và vòng loại này bà con cô bác mình đã có những tờ lá vé trên tay hướng mắt về sân khấu chuẩn bị cho chỗ kính chúc bà con cô bác mình còn lại là rất là nhiều may mắn. Chị ơi, chị. Lần này giống dạ, chúc mừng chị gái.
và chị bắt đầu giờ số cho bạn luôn. Và mã số điện thoại 3 7. Quý cô chú nhì trong khi chờ đợi và nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long thì Duy Minh cũng xin kết thúc video này ha. Tem áo tím, tem áo đỏ mình trúng 4 lần liên tiếp luôn quý vị, 3 lần liên tiếp và 1 lần cách mọi người ha. Quý cô chú chạy mọi người con bác xem video like cũng như đăng ký ủng hộ kênh quý cô chú chị, đợi video sau sẽ nghệ sĩ Kim Tiểu Long sắp đến rồi quý cô chú chị ơi.